Martin Nguyễn tuyên bố phục thù Thành Lê, cướp lại đai vô địch One Championship. Cựu vô địch Martin Nguyễn đang rất nóng lòng được tái đấu với Thành Lê để đòi lại danh hiệu vô địch ở đấu trường One Championship. Hãng truyền thông South China Morning Post của Hồng Kông, Trung Quốc mới đây đã đăng tải những phát biểu mới nhất của võ sĩ người Australia gốc Việt Martin Nguyễn, nói về kế hoạch tái đấu với đối thủ người Mỹ gốc Việt Thành Lê. Trao đổi với SCMP MMA, cựu vô địch hạng lông của One Championship khẳng định anh đã sẵn sàng tái đấu với Thành Lê vào tháng 2 năm 2021. Tôi phải treo găng 90 ngày sau trận đấu với Thành Lê, nhưng tôi hẹn gặp lại mọi người vào tháng 2 tới. Tôi cần phải làm lại từ đầu. Tôi sẽ làm việc theo cách riêng của mình để lấy lại tất cả những gì mà tôi vừa đánh mất. Gác lại nỗi buồn, võ sĩ sinh năm 1989 gửi thông điệp đầy sức nặng tới Thành Lê. Tôi đã mất gần một ngày để suy nghĩ và vượt qua cảm giác thất vọng khi để mất danh hiệu vô địch. Ở trận đấu vừa qua, Thành Lê đã đến và chiến đấu để giành chiến thắng. Anh ấy đã làm những gì mà anh ấy cần phải làm để đoạt lấy chiếc đai vô địch. Còn đối với tôi biết cảm giác của người chiến thắng là như thế nào, và bây giờ tôi cũng hiểu cảm giác của kẻ thua cuộc. Thế nhưng ở trận tái đấu tiếp theo, tôi sẽ làm tất cả những gì để giành chiến thắng. Chắc chắn trận tái đấu sẽ rất khác. Tôi sẽ tự mình tập luyện, chỉ cần bước vào phòng tập và làm công việc giống như những gì tôi đã làm trong suốt 6 năm qua với One Championship. Ở cuộc chiến sắp tới, tôi cần phải chiến đấu theo cách thông minh hơn, chứ không thể chiến đấu theo cảm tính. Martin Nguyễn cũng khẳng định rằng, trong trường hợp nếu đối thủ của mình không phải là Thành Lê mà là một đối thủ khác, anh cũng sẽ đủ sức để đánh bại đối thủ. Nếu One Championship tổ chức một trận tái đấu, đó sẽ là điều hết sức tuyệt vời. Nhưng nếu có phải đối đầu một ứng viên nặng ký khác, tôi cũng sẵn sàng. Tôi được trả số tiền như nhau để chiến đấu với các nhà vô địch hoặc một ứng viên nặng ký khác. Vì thế, bất kỳ đối thủ tiếp theo là ai, họ cũng sẽ phải gặp rắc rối. Trong khi đó, mới đây trả lời truyền thông, võ sĩ Thành Lê cũng khẳng định anh muốn tái đấu càng sớm càng tốt và bày tỏ mong ước rằng trận đấu trong mơ này sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là kịch bản không dễ xảy ra bởi ngoài Việt Nam thì có nhiều quốc gia ở châu Á có phong trào MMA phát triển mạnh, cũng luôn sẵn sàng đăng cai sự kiện One Championship. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Martin Nguyễn lần đầu lên tiếng sau khi bị Thành Lê hạ gục. Martin Nguyễn cho biết mặc dù anh có tiếc nuối khi không thể hiện tốt hơn trong trận tranh đai, tuy nhiên Martin rất sẵn sàng với hành trình trở lại ngôi vô địch. Để mất ngôi vô địch hạng Featherweight One Championship bởi combo đòn tới tấp ở hiệp 3. Kết thúc trận đấu, Martin Nguyễn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Martin cho biết mặc dù anh có tiếc nuối khi không thể hiện tốt hơn trong trận tranh đai với Thành Lê, tuy nhiên Martin sẽ rất sẵn sàng với hành trình trở lại ngôi vô địch. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn, những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, Martin nói. Đêm nay không phải là đêm thuộc về tôi, rất tiếc vì điều đó. Chúc mừng Thành Lê, anh đã có một chiến lược tốt và đã sử dụng nó rất tốt. Tôi đã mất chiếc đai vô địch, nhưng không sao, tinh thần của tôi vẫn rất tốt. Tôi sẽ cần nghỉ ngơi trong vài tuần, và sau đó chúng tôi sẽ sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu, để săn đuổi ngôi vô địch lại từ đầu. Và tôi xin hứa, đó sẽ là một câu chuyện rất khác khi tôi trở lại. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Chúng tôi sẽ trở lại và vào phòng cách ly đây để chuẩn bị trước khi về nhà. Trước đó, Tân Vương Thành Lê cho biết anh sẵn sàng tái đấu với Martin Nguyễn ngay trong trận bảo vệ đai đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng những ngôi sao khác trong bảng xếp hạng như Gary Thonon, Koshijo Matsushima chưa hẳn đã đồng ý với mong muốn này. Khởi đầu trận tranh đai Featherweight tại One Inside the Matrix, cả hai võ sĩ vào trận với tâm thế khá tự tin. Trận đấu vốn được dự đoán là một trong những trận đấu cân não khi mà Martin sở trường là những cú phản đòn, còn Thành Lê cũng đang chờ sẵn với những cái bẫy. Phút đầu tiên của hiệp 1, Martin đã dính đòn đấm phải từ Thành Lê và vô ích dưới sàn. Nhưng Thành Lê cũng tỏ ra rất cẩn thận và không lao vào ham đòn. Thành tiếp tục di chuyển vòng ngoài, giữ khoảng cách với Martin. Những pha đuổi đòn diễn ra liên tục, nhưng không thực sự có những đòn mạnh được tung ra. Phút thứ 3, trận đấu tạm dừng do Thành đá phải hạ bộ của Martin. Thành Lê chủ động khá nhiều với những cú đá cao đậm chất taekwondo, còn Martin Nguyễn nhắm vào những đòn body shot. Sang hiệp 2,
Thành Lê vẫn giữ được chiến lược di chuyển vừa tỉa đòn, không để Martin lại gần. Martin không vội vã, tiếp tục tung ra những cú đấm mồi đòn, tìm kiếm khả năng áp sát. Cuộc chơi lại một lần nữa bị dừng lại ở phút thứ 3 của hiệp 2, do Martin lên gối và hạ bộ của Thành Lê sau một pha takedown không thành công. Tận dụng lợi thế sải chân dài hơn, Thành Lê tung ra khá nhiều cú đá, cả tầm cao lẫn tầm thấp. Hiệp 3, Martin bắt đầu chủ động ép sân, tỏ ra nguy hiểm với những cú đấm phải liên tục. Thành Lê đáp trả với jab. Nhưng chuyện kéo giãn khoảng cách không còn dễ như hai hiệp đầu. Thành Lê với một cú đấm phải, Martin lảo đảo. Dù vẫn đứng lên, nhưng rõ ràng Martin đã choáng váng. Thành Lê lập tức bồi thêm đòn và Martin đã gục ngã sau một cú đấm trái nữa. Đó là cú đấm đã biến Martin trở thành cựu vương ở phút thứ 4 của hiệp 3. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Thành Lê lần đầu tiết lộ cày ải 6 tháng tuyệt kỹ để hạ đẹp Martin Nguyễn. Việc Thành Lê đánh bại võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyễn để giành chiếc đai vô địch One Championship đã gây ấn tượng với đông đảo người yêu thích MMA và dường như anh đã sẵn sàng cho trận đấu này từ rất lâu rồi. Tại Singapore vào tối ngày 30 tháng 10 vừa qua, Thành Lê đã đặt niềm tin và sự nhanh nhẹn vào những đòn chân tuyệt vời của mình và điều đó đã được đền đáp bằng một chiến thắng tuyệt đẹp tại One Championship. Trước khi thượng đài, Thành Lê đầy tự tin rằng mình có thể tước đai từ tay Martin Nguyễn, thậm chí là đòn knock out đối thủ ngày hiệp đấu đầu tiên. Tất cả đã gần như diễn ra đúng với những gì mà anh nói. Có thể nói rằng nhà tân vô địch đã nghiên cứu rất kỹ về đối thủ và anh đã lường trước được những áp lực đến từ Martin Nguyễn bởi anh đã có một khoảng thời gian đủ dài để chuẩn bị cho trận đấu này. Thành Lê tiết lộ, chúng tôi đã ký hợp đồng vào ngày 14 tháng 4, tức là 6 tháng trước. Sau đó đại dịch Covid-19 đã khiến trận đấu phải lùi lại. Thật ra trong một cuộc phỏng vấn của Martin Nguyễn, tôi biết rằng anh ấy sẽ không được phép rời khỏi nơi tập luyện để đi thi đấu ở bất kỳ nơi đâu. Thế nên tôi đã bắt đầu có kế hoạch cho trận đấu này. Trong tất cả những khoảng thời gian bấp bênh khi không có biết ngày chính xác sẽ thượng đài, Thành Lê không bao giờ nản chí. Anh cho rằng mình có được điều này là do tình yêu thể thao và tầm quan trọng của MMA đối với sự nghiệp và gia đình của anh. Thành Lê giải thích, tôi đã trải qua rất nhiều lần trong sự nghiệp của mình khi không nhận được một cuộc gọi thông báo, một ngày chính xác về trận đấu. Tôi không muốn vì lý do này mà dẫn đến một trận thua trong một trận đấu quan trọng, vì vậy tôi sẽ không bị động. Mọi người đều nói về tư duy vô địch. Còn đối với tôi làm điều này vì võ thuật và gia đình mình. Tôi đã tập võ kể từ khi còn nhỏ. Võ thuật là dòng máu chảy trong người tôi. Vì vậy cho dù tôi có được đánh trận này hay không, hoặc phải đánh 10 trận liên tiếp, tôi vẫn sẽ sẵn sàng như vậy, Thành Lê chia sẻ thêm. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.